Chúng tôi tiến vào chỉ còn cách chốt của đại đội 2 chừng 500 mét. Tiếng đạn B và đạn AK của địch dồn dập áp đảo. Tiếng lựu đạn nổ đanh gọn và tiếng điểm xạ của AK của anh em đại đội 2 vang lên chắc nịch. Xen lẫn tiếng chô chô của tụi post, nghe rõ mồn một. Tiếng đạn nhọn bay trên đầu chúng tôi, chiu veo, chiu veo. Anh cư lệnh cho khẩu đội DK và một tiểu đội của đại đội 10 tiến thẳng vào chi viện trực tiếp cho đại đội 2. Phần còn lại, theo anh rẽ trái, đánh vào sườn bọn ở phía nam chốt. Khi chỉ còn cách chốt đại đội 2 khoảng 100m, chú chi cho dừng lại và bắn 3 phát AK để bắt liên lạc. Lúc này, gần như đồng loạt cả hai bên cánh trái phía anh cư và cánh phải của bộ phận cắt rừng, tiếng súng nổ vang lên. Bên cánh phải, khẩu M248 cùng 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 ba viên một hòa lẫn trong tiếng đạn b bốn mươi bắn gần nổ bùng bình bùng bình tiếng điểm xạ của ak và tiếng súng rbd kéo dài tiếng hô sung phong của quân ta vang dội ở cả hai cánh tiếng anh em đại đội hai trong chốt hò reo phấn khởi có chi viện rồi có chi viện rồi tranh thủ bọn pol pot đang bối rối vì bị đánh bọc sườn từ cả hai cánh và được bổ sung lực lượng của chúng tôi. Ban chỉ huy đại đội 2 lập tức cho sung phong đánh bật tụi post và thu hồi lại trận địa đã bị mất trước đó. Thằng Dũng cũng kịp bắn vài trái DK. Sau trận, nó hồ hỏi nói Thảo nào, mày mê bắn DK đến vậy. Có bắn là mới biết. Các loại khác so với nó chỉ là con tép. Tụi post cuống cuồng tháo chạy về phía bên kia biên giới. Bỏ lại trong chốt đại đội 2 6 cái xác Bên phía anh cư cũng thu được một B-40 và vài cây AK. Bên cánh phải tôi không nắm được, vì như vậy sau trận họ được lệnh về ngay mau hơn. Bộ phận do anh cư chỉ huy rút vào chốt của đại đội 2, kết hợp cùng đại đội 2 tổ chức lại đội hình phòng ngự. Cầu đội của tôi cũng nằm lại chốt đại đội 2 theo lệnh của tiểu đoàn. Sau khi ổn định tôi mới biết, do bọn pốt với hỏa lực và quân số áp đảo, đã làm cho đại đội 2 tiểu đoàn 1 tổn thất, vừa hy sinh vừa bị thương hơn 20 người. Đại đội 2 đành phải bỏ chiến hào vòng ngoài, lui vào tuyến hào thứ hai, cố thủ, xung quanh hầm ban chỉ huy để bảo vệ số anh em bị thương và hy sinh được đưa về đây chờ chi viện. Trong khi chờ tiểu đoàn 1 rút người từ các bộ phận khác tăng cường cho đại đội 2, khẩu đội DK và 1B của tiểu đoàn 3 chúng tôi được lệnh ở lại anh cư cùng một số rút về mò hơn trận này đại đội hai hy sinh mất mười người và bị thương hơn chục người tụi pot chắc chắn tổn thất nhiều hơn mới có thể chiếm được vòng ngoài của đại đội hai đêm đó và cả ngày hôm sau chốt yên tĩnh sang đến ngày thứ ba chúng lại dở trò tập kích vào chốt từ bên kia biên giới để thăm dò quân ta đen cho tụi này chốt ở phía bên kia biên giới là toàn bộ số quân của tiểu đoàn 3 cùng khẩu DK. Trước đây, anh em đại đội 2 tiểu đoàn 1 thấy chúng ở bên kia suối bắn sang, cứ mặc kệ cho chúng bắn chán rồi rút. Bữa nay, quen lệ, chắc nghĩ là không dám bắn qua đất Thái, nên chúng vẫn ngây ngang đứng thẳng lưng bắn B-40 vào chốt. Thấy mấy thằng đứng túm tụ, tôi hồ khẽ cho thằng Dũng nạp đạn. Nó dành tôi để cho tao. Thằng này bắt đầu nghiện Tôi nghĩ trong đầu Ừ Thì để cho mày Ấn nhanh quả đạn vào bầu nòng Tôi thì tào với nó Chơi vào đám đông đi Nó không nói gì Dê nòng súng vào đám bốt Đang lố nhố rồi bóp cò ầm, Trái đạn nổ hất tung mấy thân người bay lên Thấy khẩu DK nổ súng Khẩu đại liên Conilop Ở phía bên trái Cũng kéo từng chàng phụ họa cho tụi mày biết tay Tụi mày ở bên đó chưa bắn Mà còn ăn đạn Nữa huống hồ bây giờ Vác xác tới Lại còn gãi lên đầu chúng ông nữa Bọn tốt im mặt Vậy là từ bữa đó Không thấy chúng kéo tới tập kích nữa Ngày thứ năm Ở chốt đại đội 2 Đêm đó đang ngủ Tôi thấy nhói đau ở chân Ngồi dậy bật đèn pin soi vào ngón chân cái của mình Thấy máu chảy ra nhòe nhoét Cả một đàn chuột đang xuống quanh chân tôi. Còn nào con nấy to ghê gớm, toàn cỡ bắp chân. Bọn này có lẽ ăn xác người đã quen. Chúng tưởng tôi nằm đó là bữa ăn của chúng nên đã cắn chân tôi đến chảy máu. Điển tiết, tôi vớ ngay khẩu AK. Tôi đòm hai phát bắn chết một con. Những con còn lại bỏ chạy hết. Nghe tiếng súng, mọi người bật dậy vọt xa hào. Thằng Hải hỏi vọng vào, bắn gì vậy? Tao bắn chuột. Chúng cắn tao chảy máu chân rồi. Mọi người thở phào, quay về hầm của mình. Sáng hôm sau, tôi vẫn dậy cùng mọi người ăn cơm bình thường. Ăn xong, cầm bát đũa của mình ra đoạn hào ngập nước, cách bàn ăn vài mét để rửa. Tôi còn ngồi đó, ngắm mấy con cá nhỏ đang bơi lội ở trong hào, ngập nước, trong vắt. Lơ mơ, tỉnh lại, khi thân thể bị va đập vào cây. Không hiểu chuyện gì xảy ra, cố nhướng mắt ra, thấy mình đang nằm trên võng và được anh em đang khiêng. Sao mấy cậu đi trước lại khoác trên vai những khẩu AK bé tí tẹo như đồ chơi của trẻ em thế kia? Cố gắng lên tiếng, tôi hỏi người khiêng ở phía sau. Tao làm sao mà phải khiêng thế này? Mà khiêng tao đi đâu thế? Có tiếng nói bỏ cạp tỉnh rồi. Cố hỏi, tao làm sao? Tiếng người đó trả lời, ông ngất mấy ngày nay rồi lúc tỉnh thì ông như thằng điên là hết ầm ĩ bây giờ đưa ông ra quân y trung đoàn đây và tôi lại lịm đi không biết gì nữa lần tỉnh lại thứ hai tôi thấy mình đang nằm trên cái băng ca tay chân đều bị trói chặt vào băng ca và một sợi dây truyền dịch đang cắm vào tay mình sau này nghe anh em kể lại tôi bị chuột độc cắn bất tỉnh nhân sự trong vô thức đã đập phá và gặp ai đánh nấy cả chục người mới đè được tôi ra trói lại để đưa về trạm xá của tiểu đoàn ở đây nhờ có mấy anh củ chi có kinh nghiệm chữa mẹo cho tôi bằng cách đập hai bên bẹn và hai tay sát ngay nách cho tụ máu độc rồi lấy dao rạch nặn cho máu độc chảy ra ngoài chứ bệnh này chỉ chọc mũi kim tiêm thuốc vào người là đứt bóng bây giờ những vết sẹo rạch ra để nạn máu độc vẫn hiện diện trên cơ thể tôi ở bốn vị trí đó và khi ra tới mo hơn tôi tiếp tục ngất đi vài ngày nữa cho tới khi tỉnh lại lần thứ hai những ngày nằm điều trị tại quân y thật chán ngắt thực đơn ngày ba bữa toàn đậu xanh nấu như cháo từ hôm ra đây tới giờ tôi cũng đã gây ra vài vụ án đó là đánh người Hầu như y tá, y sĩ ở bệnh xá ai cũng bị tôi đánh. Mà tôi có biết gì đâu. Mọi người kể lại là như vậy. Cũng may là tôi đâu còn sức nữa nên cũng không ai bị đau. Sau chừng chục ngày, không còn lên cơn nữa, nhưng tôi rất yếu, muốn đi ra ngoài phải có người dìu đi kèm vì sợ tôi ngã lăn xuống hồ nước. Chừng nửa tháng, tôi tuyên bố không ăn cơm đậu xanh nữa, tôi ăn cơm thường. Bằng không tôi sẽ quậy tan cái trạm xá này Bác sĩ Nhật và y sĩ Sơn cố khuyên tôi Cố gắng ăn đậu xanh để giải độc Cuối cùng đành thỏa hiệp Cho tôi ăn mỗi thứ một nửa khi tới bữa cơm Gần một tháng điều trị Sức khỏe đã hồi phục phần nào Hàng ngày tôi vẫn phải ăn chè đậu xanh Ngày ba bát Ngán đậu xanh tới tận cổ Chỉ muốn hất đi Mỗi khi đến bữa Mấy anh em ở trạm xá nói với tôi khi tôi đòi về đơn vị. Nếu cậu muốn xuất viện thì phải ăn. Hãy coi đó là thuốc. Vậy là nhắm mắt, nhắm mũi, nuốt cho bằng hết bát đậu. Hàng ngày, để mau khỏe trở lại, tôi đều ra cái hồ nước bên kia đường để bơi và tiện thể lặn xuống lấy cây bông súng về làm rau ăn cho bệnh xá. Loại cây này mọc rất nhiều ở đây. Hồ sâu 3-4 mét nên thân nó rất dài chỉ cần ngậm con dao găm lặn xuống đáy phạt một đường là tha hồ đem về chế biến món nộm hay nấu canh chua thằng nhật và thằng dũng cứ vài ngày lại xách một mớ cá cua chúng bắt được đến cho dạm xá cải thiện chú chi thì động viên cũng chẳng có việc gì mày cứ nằm điều trị cho thật khỏe rồi hãng về thấy ngày nào tôi cũng đòi về bác sĩ nhật bảo cậu cậu bơi được một vòng hồ thì tôi cho cậu về Chuyện nhỏ Anh giữ lời đó Bơi hết cái vòng hồ nước Tôi ngoái lên nói Em bơi tuyết nữa nè Vậy là hơn tháng trời Ăn không ngồi rồi của tôi Ở bệnh xá Chấm dứt Trở về khẩu đội DKZ82 Trong sự hân hoan của mọi người Tôi như được về với mái nhà thân yêu của mình Thằng Dũng Nhanh tay nhóm bếp đun nước pha chè Vừa trụm củi Vừa nói Tào thấy mày rửa bát xong Rồi ngồi thử ra Bỗng nhiên Nhào cắm đầu xuống hào Đang không biết là mày làm trò gì Thì thằng Hải la lên Mau, mau ra kéo nó lên Thế là hai thằng Nhào vội đến tóm hai chân tôi Lồi lên Chú Chi thì nghĩ tôi bị cảm liền chạy vào Mở túi phụ tùng Lấy ra lọ dầu hôi Và cái thìa bạc tính cạo gió Thằng Nhật chợt la lên coi mắt nó kìa. Thằng Nhật nói, nó nhìn thấy đôi mắt của tôi mà dựng tóc gáy. Đôi mắt tôi lúc đó đỏ như hai cục tiết. Bây giờ nhắc lại mà nó vẫn nổi gai ốc. Nó bảo thấy tôi co như con tôm, rồi bật dậy ngay lập tức, đánh ngã cả thằng Dũng lẫn thằng Hải trong nháy mắt. Mồm thì gào rú như điên dại. Cứ lao vào, ôm là bị tôi văng ra. Người cứ lảo đảo như đang say rượu. Ai đứng trước mặt là tôi đánh luôn. Sau đó cả chục người hè nhau cùng súng vào một lượt đè tôi ra và lấy dây võng trói lại rồi đưa ra tiểu đoàn. Bây giờ, ngồi nghe mọi người kể lại, tôi chỉ biết nhe răng cười. Thời gian này, chúng tôi được phát quân trang, mỗi người được hai bộ quần áo. Háo hức vì có quần áo lành lặn để mặc, bao nhiêu thì chỉ sau vài hôm chúng tôi thất vọng bấy nhiêu. Chả biết nên cười hay nên khóc nữa. Vì cái quần, sau vài ngày mặc, nó sun lại như cái lò xo Hai ống co lên tới tận đầu gối. Nhưng kéo ra, nó vẫn dài xuống mắt cá chân. Bỏ tay nó lại co lên. Bất chấp mọi sự cố gắng, đun nước sôi đổ vào cá inox, thay bàn ủi là cho nó giãn ra. Còn áo thì chỉ sau lần giặt đầu tiên Mật đi lớp hồ là trở thành mọc đang như vải màn, nhìn xuyên thấu. Và mấy bộ quần áo này trở thành đề tài cho chúng tôi đảm tiếu. Cả tiểu đoàn trở thành đoàn trèo nhá. Tất cả là diễn viên, vì quần áo này chỉ dành cho phường trèo mặc một lần mà thôi. Đôi giày còn tệ hại hơn, chỉ sọ so đi nửa ngày là cái đế và phần bải bên trên đã cãi nhau rồi ly dị. Đường anh đi, đường tôi tôi đi. Sau một thời gian cho anh em dưỡng sức, ban chỉ huy tiểu đoàn muốn chúng tôi không bị nhục tinh thần chiến đấu, nên bố trí cho các nhóm cỡ trung đội đi phục đánh địch. Trinh sát được tung ra để bám nắm hoạt động của bọn địch. Phát hiện bất cứ dấu hiệu nào ở đâu là cho tổ chức mai phục ngay. Nỗ lực của đơn vị cũng đã có kết quả. Vài nhóm lẻ tẻ của bọn bốt mò ra đường tính gài mìn đã bị tiêu diệt. Mò hơn, vốn đã yên bình, nay còn yên bình hơn. Một người có thể yên tâm đi ra phùng cốp mà không sợ bị địch mai phục hay vướng vải mìn. Vào khoảng tháng 12 năm 1980, đơn vị được bổ sung tân binh đợt đầu tiên. Bê tôi được phân về 4 người, Thành và Luân, người quận 4, Thông và Minh Mập, dân Thủ Đức, Vậy là mỗi khẩu đội tăng thêm hai người. Tôi thật sự giật mình khi ngồi nói chuyện. Hỏi cái gì cũng em không biết. Đến tháo lắp khẩu AK còn lóng ngóng. Hỏi kỹ hơn thì được biết kết thúc khóa huấn luyện mỗi người chỉ được bắn 3 viên AK. Chẳng biết tại quân trường họ làm gì mà nhắm mắt đưa những người lính như vậy ra chiến trường. Không đếm xỉa gì giữa tính mạng của bao con người. Ngay lập tức, một kế hoạch huấn luyện được đưa ra. Nửa ngày học chuyên môn sử dụng DKZ, nửa ngày học kỹ năng về giò, gài, gỡ mìn, cùng cách tháo lắp súng AK và nạp đạn bổ sung vào băng tiếp đạn bằng một tay. Tất cả phải thành thạo rồi mới tính đến các chiến thuật, cách đánh đặc thù của đơn vị. Các kinh nghiệm có thể từ từ truyền đạt lại sau. Các em cũng biết tầm quan trọng và bài học này nên rất chịu khó học hỏi. Không hiểu chỗ nào hỏi ngay chỗ đó vì nó liên quan đến tính mạng của chính mình. Còn chúng tôi cũng hết sức truyền lại những gì mà mình hiểu biết. Có lẽ nhờ vậy mà cả bốn tân binh đầu tiên của chúng tôi đều an toàn đi qua các trận đánh để rồi an toàn trở về gia đình tròn trịa. Khoảng cuối tháng 12 năm 1980, Tiểu đoàn 3 của tôi nhận lệnh quay vào Mê Lai để thay cho tiểu đoàn 2 ra ngoài. Với chúng tôi thì hành quân như thế này đã quá quen thuộc. Nhưng với bốn tân binh thì lại khác. Đây là lần hành quân đầu tiên trong đời mà tính mạng luôn trong tình trạng bị đe dọa. Chú Chi dặn mọi người phải lưu ý nhắc nhở các anh em giữ vững cự ly khoảng cách. Đây cũng là một phương pháp bảo tồn mạng sống, dù rất đơn giản vì nếu bạn là xạ thủ bắn bê, chắc chắn bạn sẽ nhằm vào chỗ hai người để bóp cò, chứ không nhắm vào chỗ chỉ có một người. Mà tân binh thường do tâm lý lo sợ hay đi gần nhau cho đỡ sợ. Vậy là trở thành đích ngắm cho phát đạn đầu tiên của bọn địch, hay là điểm chờ cho những trái miền giật. Lần này, chúng tôi hành quân rất nhanh vì đường đã được tiểu đoàn 1 chốt bảo vệ và công binh đi dò mìn từ trước. Ngạc nhiên, vì lần này lại được công binh của sư đoàn mở đường. Mãi sau này tôi mới biết là họ dò mìn không phải cho chúng tôi, mà là cho xe vào kéo hai khẩu pháo trong chốt cầu cháy ra ngoài. Lần trước, vào thay cho chúng tôi, không chỉ có tiểu đoàn 2, mà còn có thêm tiểu đoàn 7 quy 16 Vậy là hai tiểu đoàn đã ở trong này. Bây giờ, cái tiểu đoàn 3 của tôi vào và họ rút ra về, rút cả pháo. Đây chính là lý do tại sao tiểu đoàn 3 của tôi lần này vào bị tụi pốt với đánh suốt ngày đêm. 2 giờ chiều, vào tới sân bay giã chiến, vừa tiếp nhận xong cầu DK ở sân bay. Lại có lệnh cho chúng tôi cùng thằng Dũng, thằng Hải lên ngay núi cùng chú Chi và bộ phận của đại đội 10. Lại lên núi lên thì lên, tôi lại gặp anh bạn 75 rồi. Chúng tôi được sát cánh bên nhau, cùng nhau phóng những viên đạn uy lực vào đầu bọn Pốt. Chừng hơn 4 giờ chiều, chúng tôi đã lên tới đỉnh núi. Việc bàn giao cũng diễn ra nhanh chóng, thấy cũng đã muộn. Chú Chi nói với anh phụ trách chốt núi của tiểu đoàn 2. Hay là cho anh em ngủ lại, sáng mai hãy xuống. Giờ cũng muộn rồi, đi đường không an toàn. Anh kia trả lời Tụi em không lo Vì tiểu đoàn 2 từ sáng đã có chừng Một đại đội giải quân chốt phục Từ sáng rồi anh ạ Vậy là tuyến đường của chúng tôi lên đây Đã có anh em chốt bảo vệ an toàn Mà chúng tôi không hề hay biết Họ im lặng Để giữ cho mọi người đi đường bình an Có lẽ đêm nay Họ sẽ ở lại ngoài rừng Sáng mai mới thu quân Lên núi này Đại đội 10 tăng cường thêm 3 người nữa. Vậy là quân số bây giờ là 15. Phía đông của thằng Hải được thêm một người. Hai người còn lại được bố trí về khẩu 12 ly 8 và lối lên núi có cái mái đá. Khi đoàn của tiểu đoàn 2 xuống, tôi đoán là chưa tới chân núi thì bỗng vang lên những tiếng đạn B40 nổ bung bình xen giữa những tiếng đạn AK điểm xạ tăng tăng liên tục khoảng cách án trường cách chân núi vài trăm mét tiếng súng chỉ kéo dài năm bảy phút rồi im lặng đoàn xuống núi không thể đi nhanh hơn được thằng nhật và cậu đại đội mười đưa đoàn xuống còn chưa về đúng là bọn pốt định tập kích núi đi đụng vào phân đội của tiểu đoàn hai nằm phục khi hai thằng đưa đoàn xuống và cai min trở lại về kể tụi nó chờ người cuối cùng đi qua chỗ cây bằng lang to đang định quay về thì thấy nổ súng cách nơi đứng chừng vài trăm mét. Tụi Pốt lọt vào ổ phục của tiểu đoàn 2. Kết quả ra sao thì chúng không biết. Quả thật, tối hôm đó không thấy bọn Pốt tập kích nữa. Ngồi gác ca đầu trong cái tĩnh mịch của núi rừng, nhớ tới mấy cậu vừa được bổ sung về trung đội. Anh em mới ở cùng nhau được ít ngày. Thằng Thông củ mì, cùng mì ít nói. Thằng này theo đạo, tuy nó không nói nhưng tới bữa ăn nó thường làm giấu cây thánh giá trước mặt nên tôi đoán là vậy thằng minh thì ngược lại líu ríu suốt ngày hỏi cái này cái kia để tìm hiểu thằng thành thì hay đàn và đàn rất giỏi tôi nghe thấy mấy thằng kia khoe như vậy thằng luân có vẻ già dặn hơn tất cả lan Man suy nghĩ thế nào tôi lại nhớ về thời gian huấn luyện tân binh của mình ở tây ninh căn cứ của trung đoàn 2 công an vũ trang đóng tại xã tân hưng huyện tân biên lúc này trung đoàn 2 vẫn còn đang thuộc sự quản lý của bộ nội vụ đang ở gia đình tự do muốn đi đâu thì đi muốn chơi đâu thì chơi miễn là về nhà trước 10 giờ tối là được giờ đây đám tân binh bọn tôi phải tuân thủ ăn ngủ có giờ giấc giờ nào làm việc nấy không lèn kèn được sáng nghe kẹn phải bật dậy tập thể dục Àn sáng xong là ra thao trường tập lăn lê bỏ toài hay lên hội trường ngồi nghe giảng về chính trị hay điều lệnh đến phát buồn ngủ. Sau đó là giai đoạn học về vũ khí, học xã kích, xen vào đó là những buổi học võ thuật. Tôi khóa nhất môn này, rồi môn giò gỡ mìn. Kết thúc môn xã kích, chúng tôi được đưa đi ra núi Bà Đen bắn đạn thật. Lần đầu, mỗi thằng ba viên bắn vào bia có báo điểm lần đó tôi được hai tám điểm lại quay về ôn luyện bài bắn vận động ngắm vào bia thằng còm bia này phải bắn khi nó di động còn bia ẩn hiện nữa lần đi bắn thứ hai lần này bắn hai lượt nằm tại chỗ bắn và vận động bắn với yêu cầu là bắn rách áo tức là trúng bia và không được tắc cú viên một bài bắn điểm xạ hai viên sau đó còn một bài bắn vào ban đêm nhớ lại lần bắn đêm tôi cố ngắm bắn cho tắt cái bóng đèn chứ không ngắm vào bia mà không được cũng trong khoảng thời gian này chúng tôi cũng hoàn thành bài một võ thuật bài này chiến đấu tay không sau khi hoàn thành tốt khoa mục xạ kích ak các đại đội bộ binh đi vào huấn luyện các loại hỏa lực của họ như B40, B41, RBD và cối tép có chúng tôi bắt đầu vào học DKZ, Cối 82, 12 ly 8 và đại liên Lốp của chúng tôi. Để chính sát P thông tin sang tiểu đoàn 19 học về chuyên môn riêng của từng B. Ngoài các giờ học về hỏa lực, các giảng viên còn đến dạy các kỹ năng tìm phương hướng ở trong rừng, kỹ năng tồn tại mà môn võ thuật vẫn được học đều đặn. Kết thúc khóa học, lại lên đường tới núi Bà Đen bắn đạn thật. Lúc này, tôi đã được điều từ B cối 82 sang B DKZ 82. Lần bắn đạn thật này thật sảng khoái. Khi cái bia sai tăng vừa ló ra, tôi nện một phát làm cho nó bốc cháy bùng bùng. Thế là những người bắn sau phải ngắm vào cái tảng đá ở chân núi thay cho bia để bắn. Chẳng hiểu sao nó lại bốc cháy Chứ mấy người trước bắn viên đạn Chui qua bia Chỉ làm rách bia Rồi lao vào sườn núi mới nổ Các bài võ thuật như hai bài đánh dao Bài ba đánh tổng hợp cả dao Gậy và súng Cũng đã nhuẩn nhuyễn Tôi còn nghe các anh đi trước nói Chương trình huấn luyện cho tụi em Đã bị cắt bỏ Một số khoa mục như võ thuật Còn mấy bài Môn chạy xe ba bánh nhưng chỉ được chạy hai bánh để vượt chướng ngại vật. Môn cưỡi ngựa đi tuần, môn kiểm tra thùng xe hay vách xe có hai lớp không. Môn nhận định người có mang vác khi nhìn vào dấu chân để lại và cũng nhìn dấu chân để xác định cơ bản người ấy nặng bao nhiêu, có đi lùi để đánh lạc hướng hay không. Phần đội cảnh quyển bị giải tán. Tất cả những môn học thuộc nghiệp vụ điều tra bị cắt bỏ vì địa bàn tác chiến của đơn vị trong thời gian tới không phù hợp. Cắt bỏ để dành thời gian cho xạ kích và miền trái, cho tác chiến ở trong rừng. Đang trôi trong miền man, cho tiếng nổ của quả miền phía trước mặt kéo tôi về thực tại. Chính sát địch vướng miền hay thú đi vướng đây? Ngày mai xin chú Chi xuống kiểm tra vậy. Thằng Dũng chợt nhỏm dậy Hỏi gì thế mày? Mìn nổ phía trước mặt mình tao chưa xác định được. Tôi trả lời. Cho tao điếu thuốc. Trong cóc ba lô đấy. Hút xong điếu thuốc, nó bảo tôi, mày để tao gác cho một lúc vào trong này mà ngồi hút thuốc. Ừ, nhưng chú ý nhá, tao nghi bọn nó đá mìn đấy. Mày mệt chưa? Hút xong thì ngủ luôn đi, để tao gác cho. Vẫn ngày ba lần, tập kích núi. Nhưng bây giờ bọn Pốt táo tận hơn, chúng đến gần hơn để bắn chứ không còn ở xa như trước nữa. Đã có vài lần tôi nhìn thấy chúng thấp thoáng sau những tán cây rừng lúp xúp ở bên dưới. Và những trái đạn cối 60 chúng bắn lên cũng đã có độ chính xác cao hơn. Vài ba quả nổ sát bên cầu DK75, nhưng may là đều nổ ở bên ngoài những mỏm đá. Cầu súng được những mỏm đá che chở nên không hề hấn gì, trừ khi đạn rơi vào mấy mét vuông ở bên trong. Mấy khi cỏ ỉa lọt miệng chai. Sau nhiều lần chúng tập kích, tôi phát hiện ra rằng hệ chúng tấn công chúng tôi thì chỉ sau 5-7 phút là chúng đánh vào chốt ở sân bay. Trận đánh ở đây kết thúc thì dưới sân bay cũng im lặng. Tôi nhận định Rõ ràng là chúng muốn ghim đầu khẩu DK-75 xuống nhằm tăng độ an toàn cho những khẩu cối 82 của chúng ở bên dưới khi bắn vào sân bay. Và mục đích đó đã phát huy hiệu quả vì mỗi khi chúng tập kích lên núi là chúng tôi vào hầm để tránh thương vong. Chỉ khi nào đám bộ binh tràn lên mới ra hào nghênh chiến. Đem suy nghĩ và nhận định của mình nói với chú Chi. Anh cũng có cùng chung ý nghĩ với tôi. Anh đam chiêu suy nghĩ để tìm cách chia lửa với anh em bên dưới. Vì chỉ cần nhìn mắt thường thôi, cũng thấy rõ một một những tia chớp lửa đầu nòng của mấy khẩu cối 82 lóe lên khi chúng bắn vào sân bay. Bàn với anh cứ cho DK nổ súng đánh bọn cối 82 thì anh lo không an toàn khi bắn. Tôi nói, mình cứ im lặng thế này, chúng càng lớn tới, vì thấy rõ hiệu quả của việc ghim đầu anh em mình Chúng sẽ tăng cường Đánh núi nhiều hơn Anh xem Có thể điều một người tay chỗ của em Bên sửa nam Để em lên trực luôn ở trên này Khi nào em về Thì lại trả về chỗ cũ được không Chú Chi bảo Để cho anh suy nghĩ thêm Hôm sau Anh gọi tôi và vài người nữa lên Cùng nhau vần những tảng đá nhỏ Gia cố và quảng nối tiếp nhau Của ba gộp đá để khi nằm xuống có thể không lo bị mảnh cối phạt ngang. Chỉ khi nào bọn Pốt đánh đáo trúng cái lỗ của khẩu DK và tôi thì đúng là lúc ông trời gọi tên tôi. Vậy là từ hôm đó tôi gần như ở trên đỉnh suốt ngày quanh quẩn bên cái ổ bằng đá mà anh em quê cho cùng khẩu DK và đương nhiên là sẵn sàng nhắm vào mấy cái mục tiêu ở bên dưới nhà đạm. Chỉ khi nào bọn cối tép bắn túi bụi thì mới nằm dài trong ổ tránh mạnh. Trong cái tổ này, tôi còn bé lá cây để lót nằm cho êm. Ngửa mặt nhìn trời, miệng phì phèo đếu thuốc dê. Nện tụi cối tám hai của bọn bốt buổi tối thì dễ hơn vì nhìn thấy lửa khi chúng bắn ra. Bắn ban ngày, tôi phải qua thông tin nhờ anh Khôi bê trưởng bê cối tám hai ở dưới xác định cự ly khoảng cách của chúng với chốt sân bay, báo lên để tính toán cự ly bắn của mình. Thấy rõ tác dụng của khẩu DK-75 ở trên núi đã phát huy hiệu lực áp chế bọn cối 82 của địch. Mỗi khi chúng đánh vào sân bay, nên ban chỉ huy tiểu đoàn không còn hạn chế tôi bắn nữa. Thằng Dũng Chóe năn nỉ, cho tao lên trực thay vài hôm nhé. Tao chưa được bắn loại này bao giờ. Tôi bảo nó, được thôi, nhưng chỉ buổi tối thôi. Mày nhớ cách sửa bắn không đấy? Ông yên tâm đi, quên làm sao được. Vậy nhưng tối hôm đó, chú Chi điều cậu đại đội 10 bên thằng Hải sang thay cho nó và vẫn để tôi ở trên. Chú Chi bảo tôi, em ở bên nhắc nó và hiệu chỉnh cự ly giúp. Có thêm người sử dụng súng giỏi cũng hay. Nó xin anh lên đây cũng là hợp với ý của anh. Nhưng lưu ý, khi rát quá, phải tránh không được mạo hiểm. Sau vài hôm, cùng với tôi phóng những quả liều đạn vào đầu bọn pot, nó phấn khởi ra mặt. Rồi thằng Hải cũng xin lên trực. Nó nói với chú Chi và tôi, mang tiếng là trung đội DK, mà nó chưa bao giờ được bắn, chưa một lần được bóp cái cỏ súng. Quả thật, thằng này từ khi chốt cầu cháy, đang là vệ sinh viên của đại đội, được bổ sung về DK, khi cầu đội DK82 ở đây do dính trái M79 hết sạch quân số. Nó mới được học lý thuyết sử dụng và tháo lắp súng DK, chứ chưa được bắn lần nào. Thật sự, khi chiến đấu, đầu tới lượt nó, vì kinh nghiệm chưa có, nó chỉ được dùng AK. Nhân dịp này, cho nó và thằng Dũng được thực chiến. Vậy là cứ vài hôm, tôi trực với thằng Dũng, lại vài hôm lại với thằng Hải. Cũng chẳng mất nhiều thời gian chỉ hơn chục ngày là hai đứa đã tính đoán cự ly bắn chính xác mà không cần tôi ở bên cạnh. Kể cả là bắn vào ban ngày. Thấm thoát vậy mà đã gần hai tháng kể từ khi chúng tôi lên núi. Nhìn đống vào hộp sắt đựng đạn vứt lằn lóc. Tôi kêu thằng Hải đi kiểm tra lại số đạn còn lại. Nó nói còn hơi hai chục trái nữa. Chết mẹ rồi. Tụi này ham bắn quá. Gần hết đạn rồi mà cũng lạ Sao không thấy dưới sân bay tải đạn lên Tôi báo chú Chi Về tình hình đạn DK sắp hết Anh bảo Thôi số còn lại phải tiết kiệm Phòng khi địch đánh lên chốt Còn có để mà dùng Không bắn nữa Nghe tin này thằng Dũng và thằng Hải tiêu nghỉu Tôi nói đùa Bắn thì chỉ được cái điếc tai Giá mà chúng mày xung phong Thay tao từ đầu Có phải nhàn kết thân tao không Thằng Dũng cự cãi Mày nói phét Mày còn ham hơn cả chúng tao Mày bất chấp cả mấy vụ rơi sao để bắn Là biết rồi Không phải chối nữa Lươn còn chê chạch lắm lông Xuyên nữa Thì phải trả giá cho việc lơ là mất cảnh giác Hôm đó Có lẽ vào khoảng cuối tháng 2 Thằng Hải đang phiên gác cảnh giới Thấy tôi và cậu y tá Và cậu đại đội 10 Giờ tôi không còn nhớ tên đang ngồi đánh tiến lên trong hầm của nó cả ba thằng đang lăng hăng trong vụ đánh bài cởi quần đeo dây nịt đội nón cối theo luật đưa ra là mỗi người chỉ được mặc trên người một quần đùi và một áo lót về bét hai ván liền là phải cởi bỏ một thứ ở trên người tùy ý về nhất hai ván lại được mặc lại một thứ ai không còn gì trên thân mà vẫn thua phải cắt cái dây lưng vào ngang người Thủ nữa thì đội thêm cái nón cối hay khoác ba lô rồi khoác súng. Trận chiến đang hăng vì cả ba thằng chẳng còn gì trên người. Thậm chí có thằng đã đeo dây nịt đội nón cối. Thằng Hải ngồi khác nóng ruột thỉnh thoảng lại nhòm vào. Thế rồi mải hóng quá nó quên bén cái việc cảnh giới của mình. Cả bốn thằng giật nảy người khi nghe tiếng la chô chô của bọn bốt. Vơ vội khẩu AK, tôi phóng người lộn một vòng ra hào và kịp thấy nửa thân trên của một thằng bốt nhô lên rồi thụt xuống ở phía ngoài chiến hào. Không kịp suy nghĩ gì nữa, mở nhanh của an toàn, rồi lật ngang súng, dơ nó lên đầu, tôi xiết cò. Thằng ải cũng làm giống như tôi. Lần đầu tiên trong đời lính, tôi bắn hết nửa băng AK trong một lần xếp cò. Quét súng theo triển dốc của núi, vừa hay thấy hộp chứa lựu đạn ngay ở đó. Tôi rút chốt ném liền mấy quả xuống mà không cần quan sát. Nói thì chậm, nhưng lúc đó những thao tác của tôi rất nhanh. Trong tiếng nổ của mấy trái lựu đạn, vừa luôn băng đạn bên cạnh, tôi thay ngay dù băng trong súng vẫn còn. Đây cũng là kinh nghiệm của chúng tôi. Không bao giờ bắn hết đạn trong hộp tiếp đạn rồi mới tay vì phải thêm động tác lên đạn nếu bắn hết hoặc nhiều khi vì vội lại lắp phải băng đã hết đạn. Những băng đạn bắn dở giang này tháo ra sẽ được bổ sung sau bằng một tay và quan trọng là trong nòng súng lúc nào cũng sẵn một viên trong nòng. Chát chát, xịt xịt. Từng loạt AK và RBD găm vào bờ chiến hào và đâm vào đá của bọn POT phía sau vẫn ghim cho chúng tôi không ngóc đầu lên khỏi chiến hào để quan sát được. Phía nam núi và ở phía tây đã nổ dồn những tiếng nổ của đạn B-40, đạn AK, RBD và bây giờ mới nghe tiếng của những khẩu cố 60 mươi bắn lên trên núi. Sao sở nông này bọn xạ thủ B-40 không bắn nhỉ? Chúng toàn bắn đạn nhọn. Tóc, tóc, oanh, mấy trái M.79 của chú Chi từ trên đỉnh Chi Viện cho sườn đông nổ cách chúng tôi vài chục mét đã làm cho bọn phía sau đang bắn RBD phải dựng lại tranh thủ khi thấy lạn đạn nhọn giảm hẳn tôi hơi nhô đầu lên quan sát ở phía sườn dốc ngay trước hào sự thắc mắc của tôi về việc tại sao chúng không bắn B.40 về phía chúng tôi đã được giải đáp ngoài mấy tên không biết dính đạn AK hay mảnh lựu đạn đã lan xuống chân dốc nằm đó vẫn còn vài tên chỉ cách bờ hào của chúng tôi chừng bảy tám mét mấy thằng này đang giật nụ xòe lựu đạn chảy để ném lên có lẽ nghe tiếng tôi hô cậu đại đội mười về sườn nam với thằng dũng chúng đã thảy về chỗ tôi hai trái một trái rơi bịch ngay mép hào ở phía sau tôi còn trái kia vượt qua vài mét Cả hai trái đang xì khói và lửa. Chụp trái ở gần quẳng nhanh trả lại xuống sườn dốc. Tôi chỉ kịp hụp xuống lòng hào. Âm, âm. Cả hai tiếng nổ phát ra, một bên trên, một bên dưới. Khẩu m chín của chú Chi thật hiệu quả. Tuy không quan sát được những gì ngay ở sườn dốc của chiến hào, nhưng những trái đạn từ tay chú đã ngăn không cho bọn phía sau áp sát, tiếp ứng cho bọn đầu tiên và làm giảm hẳn áp lực của bọn này đối với mấy tàng bọn tôi lại mấy trái lựu đạn ném vọt qua đầu nổ phía sau tiến sát thằng hải tôi nói nhỏ bà giây nhá cả hai thằng cùng giật chốt liều đạn chờ mỏ vịt văng ra tôi ấn vào cái búa kim họa rồi bắt đầu đếm một hai ba bốn cả hai thằng thầy hai trái ra ngoài hào nơi mà tôi ban nãy quan sát thấy tụi nó bám lại trên sườn dốc. Âm, ầm. Hai tiếng nổ vang lên. Trong khi thằng Hải giật chốt trái nữa, tôi bò về nơi có tảng đá che khuất, nhô đầu lên nhìn lại sườn dốc. Cả ba tên đều đã lăn xuống chân. Trên sườn dốc giờ không còn thằng nào. Ngay lập tức, bốn năm trái B40 của chúng lao tới. Trái thì nổ ngay sườn dốc bên trái trái thì vọt qua nổ ở phía sau. Khẩu cuối 60 ở phía sau cũng đã kịp bắn chi viện cho chúng tôi cùng với chú chi. Dưới chân dốc bây giờ vẫn còn vài thằng bám sau mấy mọc đá. Trong đó có một khẩu B40. Tụi này chỉ cách chúng tôi vài chục mét. Lưu đạn ném không tới, còn chú chi không nhìn thấy được. Ở đây có gài mìn, nhưng có lẽ chúng đã gỡ hết. Bọn này ghê gớm thật, chúng đã lợi dụng mỗi khi chúng tập kích bằng hỏa lực lên núi. Chúng tôi vào hầm để tránh thì nó đã bò lên gỡ dần mìn. Mấy mỏm đá này gần chúng tôi nhất. Đặc biệt, hai mỏm kề sát nhau tạo ra cái khoảng trống như chữ V ở giữa. Thằng bắn B-40 đang ở đấy. Bên dưới mép là khẩu RBD vẫn đang xả hàng tràng đạn quét trên mặt hào. Sau bọn này, vài chục mét là những mỏm đá lô nhô lên khỏi mặt đất, thấp chừng 3-40 phân. Cao thì chừng 1 mét. Mỏm nào cũng có vài thằng bám vào để tránh né đạn cối 6 và 179. Chúng dựa vào đây để tránh đạn và bắn lên trên chúng tôi. Thật mà mãnh, bọn này có lẽ đã ém ở đây ngay khi chúng tập kích buổi trưa. Đánh chúng vào tâm lý chủ quan của chúng tôi là sau những lần tập kích thường lệ mỗi ngày là chúng rút đi. Nếu có dùng xung lực tiến đánh là vào buổi sáng hoặc buổi trưa, kết hợp cùng lúc tập kích hỏa lực lên núi. Bữa này, tập kích xong, chúng ngừng một hai tiếng để rồi bất ngờ bò lên. Quả thật, nếu không hô tiến lên mà chúng cứ lặng lẽ âm thầm, thì chắc chúng tôi đã khốn đốn chứ không được như bây giờ. Nghe tiếng khẩu RBD ngay dưới chân dốc ngừng tiếng. Có lẽ thằng này đâm băng đạn mới. Khẽ nhô lực quan sát. Thằng bắn B40 ở giữa cái chữ V đang dê súng tìm mục tiêu. Đưa nhanh khẩu AK lên ngắm vào cái đầu tôi điểm xạ hai viên. Chỉ kịp nhìn cái mũ của nó văng ra là lập tức có ngay vài trái B lao vào chỗ tôi nổ ầm ầm hất bật ngửa tôi lọt luôn vào trong hầm đang choáng váng vì sức nộ thằng hải lom khom theo hào đến kéo ngồi dậy rồi hỏi mày không sao chứ tài đang ủ người như say sóng chỉ thấy môi nó mấp máy chứ không nghe thấy gì nhưng tôi đoán được ý nó lắc lắc cái đầu ra hiệu không việc gì thì nó chỉ tay ra hiệu cho tôi lên đỉnh gật gật đầu chợt nó đá nhẹ vào háng tôi rồi nhe răng cười chợt nhớ ra là từ nãy giờ mình vẫn tồng ngồng. Vơ vội cái quần đùi, cũng chẳng biết của đứa nào. Xong sò vội vào, rồi khoác cái bao xe đạn, còn nằm đó lên người. Sách khẩu AK, men teo hào, ra chỗ có cái khe đá để lên đỉnh. Đã chui vào được khe giữa những tảng đá này rồi, thì chấp tất cả các loại, trừ khi trái đạn cối rơi lọt vào giữa thôi. Lên tới đỉnh, chú Chi cánh tay phải đã băng trắng phần cánh tay nhưng vẫn đang bắn. Khẩu M79 ở trong tay, phát thì về hướng đông, phát thì về sườn nam. Anh chi viện cho cả hai hướng. Thằng Văn bảo tôi, anh ấy bị mảnh cối vào phần mềm, tao băng lại rồi. Thấy tôi lên, anh bảo tôi, xả láng đi em. Ở trên này, tôi mới rõ tình hình của toàn chốt. Phía tây, chúng cũng đánh, nhưng tiếng đạn nghe thưa hơn. Chúng vẫn tập trung đánh mạnh ở sườn đông và sườn nam núi. Bây giờ tôi mới thấy hai khẩu cối 82 dưới sân bay đang bắn lên chi viện cho chúng tôi. Từ khi nào không biết. Khẩu bắn về hướng sườn nam, còn khẩu kia bắn ở hướng đông. Bất chấp những trái đạn cối 82 và cối 60 của ta nổ trúng đội hình, bọn bốt vẫn bắn dồn dập lên núi. Những trái đạn cối và đạn bê vẫn nháng lửa khắp nơi. Những tiếng còi thúc quân của chúng vẫn rít lên chèn lẫn trong tiếng nổ của đủ mọi loại đạn bất chợt tiếng cùng cung của mười hai ly tám dội lên ở hướng đông có lẽ chúng mới điều thêm quân ở hướng này từ đầu tôi chỉ nghe có một khẩu ở sườn nam bắn lên giờ lại thêm khẩu nữa vừa bò vừa trườn tôi xích dần về công sự của khẩu dk bây giờ chỉ cần nhô cao hơn những mô đá là dính mảnh đạn cối ngay chỉ chừng chục mét, mà phải một lúc mới lọt người vào được cái tổ bằng đá quây tròn của khẩu súng. Nằm bẹp trong cái công sự này, chưa kịp làm gì, thì... Huỵch! Ngay sát đầu tôi, là một trái cối rơi, trợn tròn mắt nhìn, người cứng đờ ra. Phúc ba đời của tôi, nhờ tổ tiên phù trợ, vì chẳng cần nổ, chỉ cần nó nhích thêm chút nữa, chừng 30 phân nữa là cái đầu của tôi nát như quả dưa hấu. Thất thần, nhìn trái đạn mất một lúc, tôi mới hoàn hồn để trở lại thực tại. Mình vẫn còn sống. Thật hay mơ đây. Tiếng trô trô của tụi post ở hướng đông dội lên, làm tôi nhớ đến nhiệm vụ của mình. Nạp xong trái đạn, xoay nòng phía đông, hạ hết tầm súng. Vẫn đang tư thế, nằm dạp xuống. Tôi xiết cò mà chẳng cần ngắm vì biết rõ là hướng này chỉ cần hạ hết tầm là sẽ bắn vào khu vực có những mô đá tụi pốt thằng nấp âm uhm, âm uhm. tiếng nổ đầu nòng gần như trùng với tiếng nổ của đạn vẫn tư thế như vậy chỉ khác là xoáy núm chỉnh hướng nhích đi một chút để bắn trái thứ hai rồi thứ ba bắn liền năm trái tiếng còi tiếng hô và tiếng đạn của bọn pot ở hướng này tắt hẳn sau khi bắn được mấy trái đạn, hồn vía của tôi có lẽ đã về được bảy tám phần. Xoay súng về hướng sườn nam, kê hai chân sau của súng lên hai viên đá đã chuẩn bị từ trước. Bắn xuống phía có tiếng cùng cùng của khẩu 12 ly 8, dã liền mấy trái. Thằng này cũng im luôn. Cả chốt bây giờ chỉ còn tiếng nổ của cối 60 và cối 82. Và tiếng đề pa của chúng phát ra nằm tựa lưng vào gúc đá mắt nhìn viên đạn cối chăm chăm cho tới khi chú chi đến bên cạnh mà tôi cũng không ai biết có lẽ nhìn thấy viên đạn và hiện trạng của tôi anh đã hiểu